Trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bản tin thời sự 19 giờ được phát sóng trên kênh VTV1. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2017 có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khảo sát sân chơi cho trẻ em quận 8. Ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, lồng đèn truyền thống tiếp tục lên ngôi. Quận Tân Phú tổng kết 10 năm trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Campuchia khôi phục ngành sản xuất tơ lụa truyền thống. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hiện nay hai khu vui chơi tại phường 5 và phường 7 quận 8 đã đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng trên một khu vui chơi, diện tích sử dụng trên 1.000 m2, quy mô công trình đủ đáp ứng nhu cầu cho trẻ em vui chơi và nhân dân tập thể dục. Dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng hiện nay các phố lồng đèn tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã vào mùa buôn bán nhộn nhịp. Đáng chú ý trong đó là các mẫu lồng đèn về ngư dân, cảnh sắc biển, biển đảo quê hương kèm lời nhạc thiếu nhi Việt Nam. Các phố chuyên lồng đèn tại khu vực Lương Nhữ Học, Nguyễn Áng, Phú Định đã vào mùa buôn bán nhộn nhịp. Tại đây có tất cả các loại lồng đèn nội với đủ màu sắc, hình dáng đa dạng, không thua kém hàng ngoại nhập nhưng giá cả lại hợp lý. Cảm ơn Hoàng Long với thông tin vừa rồi. Tiếp theo là một thông tin về giáo dục. Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú đã trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời trao tặng 138 suất học bổng và 33 xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn quận năm học 2014-2015. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhận được sự hỗ trợ quan tâm từ các cấp ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp, vận động gây quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các em học sinh có điều kiện đến trường. Cảm ơn Linh Chi với thông tin bổ ích về giáo dục và Hoàng Lâm hy vọng rằng trong tương lai các đảng và nhà nước sẽ có nhiều chủ trương hơn nữa để giúp các em học sinh khó khăn có thể cấp sách đến trường. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới. Campuchia khôi phục ngành sản xuất tơ lụa truyền thống. Ngành tơ lụa nổi danh của Campuchia từng một thời bị tàn phá bởi chiến tranh dai dẳng. Nhưng giờ đây, những kỹ thuật dệt lụa truyền thống đang được hồi sinh. Một người phụ nữ đã thành lập công ty và giúp dân làng quay lại với ngành nghề truyền thống, vốn từng bị chính quyền Khmer Đỏ cấm đoán vào những năm 1970. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bản tin thời sự 19 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời rồi như mây trôi theo cơn gió lãng du về đâu. Thường khi ta hay quên sau những khó khăn trong đời, mất hết niềm tin, và hôm nay ta đã thắp lên những hy vọng vào ngày mai. Trong Tiên Sa Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.